trưng ra ai? Bánh giò. Bánh giò, bánh trưng ai các anh ơi? Chị cho xin vỏ sầu riêng đi, bắt xúc gián hả chị? Chị bắt gián đâu chị? Bắt gián trong chợ mình thớ á. Trong chợ mình thớ á. Bắt ngày nhiều không? À, mỗi nay ta dặn lấy năm mấy trăm con ạ. Có vỏ sầu riêng nó thơm thơm mới ăn, không có gáo thịt nó mà ăn. Rồi cảm ơn anh chị. Bỏ vô hết đi, tâm đi. Được rồi, kể đi đi, được rồi, cảm ơn nha. Mỗi đêm, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, cũng là lúc bà Trần Kim Anh ở quận 11 lại bắt đầu cho hành trình thâu đêm để đi bắt gián, công việc mang lại nguồn thu chính cho gia đình bà gần 20 năm qua. Ông xã ông đi làm đánh bóng nửa cầu qua đây câu cá, chủ câu cá chủ nói vợ chồng mày á khổ quá, không có vốn mua tiền bạc, thôi tao chỉ mày nghĩ bắt gián đất đi, bắt gián đất mày chịu khó bắt rồi giao người ta cho chỉ mối mày ra Tốt Hoàng Hàng Xanh đó, ngoài Sài Gòn Hàng Xanh lặn, con còn nhỏ xíu và bốn đứa, cái đấy một chiếc xe đạp đó, cái sườn ngang mất rồi, sườn ngang chở bốn đứa, hai đứa ngồi xa đứa ngồi trước, trời ơi bắt gián đâu phải vậy, có đâu được tìm lắm đó. Mình thì bắt đò đó, mình đâu có bắt gián đỏ, mình chỉ bắt gián đất không, gián nhỏ nhỏ xíu và gián đất. Thế sau thời gian cái người ta đặt hàng, người ta kêu bắt gián đỏ đi, bán nuôi cho cá lâu kiến ăn kia nào ăn. Giờ từ từ người ta mới kêu mình bắt gián đỏ. Cái đó sạp ở dưới sạp là có cái gián gián nhỏ nhỏ gián đất gián nhỏ nhỏ xíu à chui đó bắt, còn mấy gián lớn thì bắt ở ngoài khỏi chui vô, còn gián nhỏ nhỏ nó nằm ở dưới bàn người ta ở dưới chui vô bắt. Bắt gián thì nó cái mùi nó hôi ghê chịu không nổi, bắt từ từ cái mùi á mình cũng hơi kệ, cũng qua cái lượt nó luôn, không có thấy gì hôi gì hết, cũng chịu lận rồi, chịu lận dáng bắt về sau giờ làm ăn thì khó khăn, là kiếm đồng tiền thì khó kiếm không ra, mà chịu khó nhắm để bắt dáng, nhiều lúc thì bắt cái chỗ nó hôi hám quá chịu không nổi, kệ cũng dáng đi bắt cho được cho người ta.
Thì ban đêm thì lúc hơi vất vả, nhiều lúc mà không có mưa thì cũng đỡ một chút. Còn thì lúc mà mưa vất vả lắm, phải chui vô trong cái chỗ sạp thịt ghê nọ bắt. Ngoài khi ngoài đường thì ống cống thì bắt không được, tại vì mưa quá dột quá rồi cũng được. Nhưng mà bắt ngoài đường á, bắt về xong nước nó nhiễu vô dán chết hết, giờ giờ không được ai. Công tình mình đi dục phi hôm giờ không có dán về nhà dính vào người ta chết hết trơn, không có được con nào. Nhiều lúc mà người ta lấy hàng mỗi hàng ngày cũng đỡ khổ cho mình sống qua ngày được. Có khi một tháng, mấy tháng này nè, mới nhờ bán nhán được, cái mấy tháng kia không có bắt được cái gì hết. Tháng nắng thì nó bắt được thấy nhiều hơn. Rồi tháng mưa thì có thể người ta dặn 500 con, có khi tháng mưa quá bắt hoài không được. Phải giảm lợt cũng 200 con hay 300 con, đâu có dám hứa được. Hà là không hứa thì bắt nhiều không sao. Người ta hứa người ta chọn, người ta phải 500 con cho người ta. Để sáng người ta mồi, người ta có sức, người ta đi câu cá, cho đủ dáng cho người ta. Tôi thấy ai cũng sướng quá, có mình tôi khổ nhất kìa. Ban đêm có đứa dán cà phê 12 giờ mấy, 1 giờ, cái 1 giờ nữa. Cái cô trong chợ thì nói trời ơi, cô bắt dán dữ vậy, giờ thì 1 giờ rồi. Nó mấy ông sẵn chuyển thì ghê lắm. Nhiều lúc cũng tuổi lắm, tuổi mình sao mình sướng, người ta sướng quá trời, số của mình tôi là cực khổ vậy á. Khuya dữ ha đi. Tức khi à, nè dưới quát dáng. Vậy chơi ngủ hả? Vậy cô thức phi luôn hả? Dạ. Thức phi dữ hả? Nhỏ dạ. Đi ngủ hả? Giữ tới 2 giờ không ngủ. Giữ tới 2 giờ ngủ hả? Giờ ai ra gọi hàng tiếp? Trả lại cho người ta. Ta 2 giờ ta dọn hàng bán nữa. Hôm nay thấy ít đi bắt quá nhỉ? Tại vì người ta không có dặn. Tiền nào có dặn mỗi ngày thì mỗi đi bắt. Phải lâu lâu tuần lễ thì người ta lật ngày, 2 ngày vậy mình mới đi. Không đặt mình không có đi. Nên đi bắt nhiều không? Được, cũng được nhiều. Mới nay tại ta dặn 500 con, không có đi bắt phi giữ bắt giờ 12 giờ mấy rồi. Xong được nhiêu tiền? Được con 400 đồng con. 100 con được 40 ngàn. Dạ. Bắt hay thiệt hả? Rồi. Thì dán bắt là đặt mình bắt tô phi nó mới được nhiều, chứ bắt sớm đâu có được nhiều. Kệ ráng bắt phi về ngủ sớm mà sáng đi bán vé số tiếp nữa. Dạ đúng rồi, để bán vé số tiếp ra về chị. Rồi mới có chồng vào đây thấy chị đi bắt rồi không biết đi làm gì, hỏi chị chứ nó bắt dán buổi sáng thì đi bán vé số thêm, làm cực mà không có tiền nhiều, thấy chị cũng thất nghiệp lắm. Đi bắt dán bữa nào lại cũng ghé hai chị em nói chuyện hồi vậy, bữa nào cũng vậy, chị bắt dán là có chị bắt dán đỡ sợ mà. Bỏ lại sau lưng những giấc ngủ ngon, những giờ ngây nghỉ bên gia đình, bà rảo bước trên những ngã đường, hẻm tối, góc chợ đêm, cho đến khi kiếm đủ số dán để đáp ứng những đơn hàng. Nay mở cửa không ai ơi. Mình cũng dán mà kiếm sống cho phia, bắt cho được cho lặng mình về có sức sống qua ngày, lặng sáng mình lo tiền chợ búa cho mấy đứa con. Nếu mà mình không chịu khó không đi bắt thì không có tiền.
một, hai, ba. Chai này chai đựng ngọt, nhưng mà mình xúc sạch ra và mình chọt cái lỗ, lặn đến nó có hơ cái lỗ, nó không có chết. Một chai này nằm chỉ bỏ được 100 con, nếu 100 con bỏ vô. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.